Và sáng nay thì một số địa phương ở Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi thì đã ngớt mưa, trời hửng nắng. Nhưng ở tại tỉnh Thừa Thiên Huế thì vẫn mưa lớn khiến nước lũ lên nhanh. Hiện giờ phóng viên Vĩnh Lộc đang có mặt tại tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ thông tin chi tiết đến chúng ta về tình hình mưa lũ đang diễn ra tại địa phương này. Vâng, xin mời anh Vĩnh Lộc ạ. Xin được kết nối với phóng viên Vĩnh Lộc đang có mặt tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang đứng là ở một vị trí trung tâm của thành phố Huế, nơi có giao lộ giao nhau ở ngã 6. Tất cả các cái ngã đường, trục đường của trung tâm thành phố Huế đều đổ về ở hướng này. Và ở vị trí này cũng được nhận định là một cái vị trí khá cao so với mặt bằng chung của các cái địa hình thấp trũng ở khu vực xung quanh thành phố Huế. Thế nhưng vào thời điểm này thì nước vẫn đang dâng ở mức cao. So với sáng nay thì mực nước chỉ có hạ khoảng 10 đến 15 cm, nhưng không đáng kể. Lượng nước này đã duy trì từ tối hôm qua và cho đến nay. Chúng tôi cũng đã phản ánh cái tình hình thời tiết trước cái diễn biến phức tạp do mưa lớn ở thượng nguồn ở Nam Đông đã lên đến mức báo động và có ở mức cao nhất trên 900 mm, và nhiều vùng ở huyện Phú Lộc cũng có lượng mưa tương tự. Những cái lượng mưa ở các cái vùng ven đã đổ xuống tạo ra những cái dòng chảy lớn đổ về sông, dẫn đến lượng ngập lụt ở thành phố Huế từ thời điểm tối hôm qua cho đến thời điểm này là rất cao và có khả năng sẽ còn cao hơn. Trước cái tình hình này thì các cái cơ quan chức năng cũng đã huy động tối đa nhân lực để về phương tiện thì hạn chế không cho đi vào các cái trục đường trung tâm. Chúng tôi cũng đang tìm hiểu ở các cái đường cao tốc thì hiện nay tuyến từ Cam Lộ vào Quảng Trị thì cũng đang được lưu thông, nhưng mà một số đoạn ở thành phố Huế đi vào phía Túy Loan thì vẫn đang còn ách tắc bởi một số điểm sạt lở. Nguy cơ sạt lở vẫn là một trong những cái điều mà rất đáng lo ngại. Và tại thời điểm hiện tại thì tất cả các cái tuyến giao thông đều được các cái lực lượng chức năng đã ứng trực hai đầu để không cho cái phương tiện ra vào Bắc Nam. Và cho đến từ sáng hôm nay thì người dân ở các nơi cũng đã đổ ra đường để đi mua sắm các cái vật dụng nhu yếu phẩm cần thiết. Cho nên cái lượng người đổ ra ở trung tâm cũng khá đông. Các cái phương tiện xe cộ thì cũng đã di chuyển đến những cái nơi khô ráo. Một số cái phương tiện thì không do chủ quan cho nên đã còn nằm lại và có nguy cơ là sẽ ảnh hưởng và thiệt hại rất lớn về tài sản. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị và các bạn. Xin được trở lại trường quay với biên tập viên Nguyệt Ánh. Vâng, xin cảm ơn phóng viên Vĩnh Lộc về những thông tin mà anh vừa cung cấp. Vâng, như quý vị đã thấy, tại Huế lúc này thì nước vẫn đang dâng rất là cao. Ở những tuyến phố chính thì nước đã ngập đến gần đầu gối. Theo như trước diễn biến phức tạp và khó lường của mưa lũ thì người dân cần hết sức cẩn trọng và có những biện pháp để bảo vệ an toàn tài sản. Lúc này không chỉ tại trung tâm của thành phố Huế mà tại huyện miền núi Nam Đông của tỉnh Thừa Thiên Huế, mưa lớn đã làm cho nhiều tuyến đường bị ngập, đặc biệt là hôm qua đến nay đã có mưa to đến rất to, nước ở các sông suối đang lên nhanh, nguy cơ sạt lở mất an toàn là rất cao. Do mưa lớn, nước không thoát kịp đã khiến nhiều tuyến đường chính và nhà dân ở trung tâm thị trấn Khe Tre và một số xã khác ở huyện Nam Đông bị ngập nặng, có đoạn ngập sâu từ 30 đến 50 cm, gây cản trở ách tắc giao thông cục bộ và làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Toàn huyện Nam Đông có 9 vị trí có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét khi có mưa lớn. Địa phương đã rà soát hơn 500 hộ, gần 1.900 nhân khẩu sẵn sàng sơ tán đến các vị trí an toàn khi có mưa lớn xảy ra. Theo dự báo, trong những ngày tới trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to và có khả năng xuất hiện một đợt lũ lớn. Để chủ động phòng chống mưa lũ, huyện Nam Đông cũng đã chủ động dự trữ các vật tư thiết yếu để phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân. Trong khi đó, tại tỉnh Phú Yên đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm 4 học sinh bị nạn. Vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ hôm qua. Mặc dù đêm qua 5 cano cùng nhiều lực lượng chức năng vẫn duy trì để tìm kiếm, nhưng đến sáng nay vẫn chưa tìm thấy thi thể của 2 trong số 4 học sinh bị nạn. 4 học sinh bị nạn đều sinh năm 2013, học lớp 5C trường tiểu học Hòa Phú, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa. Theo lịch học, vào chiều ngày hôm qua, các em đến học thể dục tại trường, nhưng do trời mưa to, nhà trường cho nghỉ nên các em tự ý đến khu vực bờ kè sông Ba, thôn Liên Thạch, xã Hòa Phú để tắm sông. Thời điểm này có 6 học sinh cùng ra bờ kè nhưng có 4 em xuống nước tắm. Trong lúc tắm, cả 4 bị nước cuốn trôi. Khi vụ việc xảy ra, 2 học sinh trên bờ đã hô hoán mọi người đến cứu. Tuy nhiên, do nước sông lớn nên đến khoảng 17 giờ cùng ngày, các lực lượng chức năng huyện Tây Hòa mới tìm thấy 2 thi thể của học sinh. 2 học sinh còn lại vẫn còn mất tích. Sáng nay, các phương tiện và nhân lực tiếp tục tìm kiếm 2 học sinh mất tích còn lại trong vụ đuối nước này. Khu vực tìm kiếm được mở rộng hơn về vùng phía đông của sông Ba.
Tại tỉnh Quảng Nam, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Trà My cho biết là tối qua ngoài bị ngập lụt sạt lở chia cắt hầu hết các tuyến đường trên địa bàn, tại tổ 2 của thôn 3 xã Trà Bui có 3 nhà dân bị đất đá sạt vào phía sau nhà. Các lực lượng tại chỗ đã sơ tán khẩn cấp 11 hộ dân với 58 nhân khẩu cùng tài sản trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Một số địa phương như Trà Dương, Trà Đông, Trà Nú và Trà Cót bị mất điện lưới do ảnh hưởng của mưa lũ. Đến nay, ngành điện lực mới khắc phục cấp điện trở lại cho xã Trà Dương. Cơn mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 12 đến sáng ngày 13 tháng 11 đã làm mái ta luy sau Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam bị sạt lở, đất đổ xuống vào sập tường nhà dân tại khu Phước Mỹ, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, khiến một số hộ phải sơ tán khẩn cấp. Một hộ dân tại huyện Núi Thành bị tốc mái. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, thì hiện tình hình giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa hoạt động hạn chế. Riêng các tuyến Hội An, Cù Lao Chàm, vận tải hành khách đã ngừng hoạt động. Và trước những diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết, tình trạng xâm thực bờ biển miền Trung, trong đó có tỉnh Quảng Nam, sẽ nuốt chửng nhiều ngôi làng. Tại vùng biển thành phố Hội An, trong đợt mưa lớn này, biển tiếp tục ăn sâu vào đất liền, đánh sập một phần nhà của người dân khối phố Thịnh Mỹ. Người dân làng biển phường Cẩm An và các hộ kinh doanh nhà hàng ven biển vô cùng lo lắng trước tốc độ xâm thực rất nhanh của biển. Chỉ vài ngày mưa to gió lớn, ngôi nhà này ở khối phố Thịnh Mỹ, phường Cẩm An đã sập một phần. Được cảnh báo từ trước, một số người sinh sống trong gia đình đã kịp thời sơ tán đến nơi an toàn. Vật dụng cần thiết trong gia đình cũng được gửi nhà hàng xóm. Tuy nhiên, hàng chục hộ gia đình ở khu phố Thịnh Mỹ cảm thấy bất an bởi tốc độ ăn sâu vào đất liền ngày một nhanh hơn. Dự án xây kè phá sóng triển khai quá chậm. Tức là cái tiến độ nó không kịp cái thời vụ. Nên chi là 23 này còn nguy cơ một tiếng từ đây, từ Tân Thịnh này đến ông Bằng. Tức là rất hết sức là nguy hiểm. Khu vực sạt lở này tiếp giáp với bờ biển Cửa Đại, Hội An. Theo người dân địa phương, khi tuyến đê kè biển Cửa Đại hoàn thành, khu vực biển Thịnh Mỹ này sạt lở ngày một nhanh hơn. Nhiều gia đình đã tự xây kè bằng giọ đá, kè bằng bao cát chuyên dụng để giữ đất, giữ làng. Thế nhưng giải pháp này cũng không mang lại hiệu quả. Khu vực này trước đây là một bãi biển rất là đẹp, có 29 nhà hàng ở bên đây này và nhiều khu dân cư. Tuy nhiên, trong cái đợt mưa lũ vừa qua thì biển đã xâm thực vào đất liền hàng chục mét, uy hiếp hàng loạt ngôi nhà ở đây. Và người dân ở đây thì rất là lo lắng với tình trạng xâm thực của biển. Và tỉnh Quảng Nam thì đang có phương án để mà kè cả khu vực này. Tuy nhiên, cái việc triển khai dự án này thì rất là chậm và mùa mưa này thì khó mà triển khai kịp thời. Không còn nơi để tránh trú, nhiều gia đình đang bám trụ tại những ngôi nhà sát biển. Bất lực, hàng ngày, người dân làng biển Thịnh Mỹ chỉ còn cách hướng mặt ra biển để theo dõi mức độ sạt lở để di rời khẩn cấp, phòng ngừa tai nạn chết người. Hàng trăm triệu đầu tư vào bờ kè này nhưng khả năng sẽ tan theo bọt biển. Nỗi lo mất tiền, mất nhà không còn là dự báo mà hiện thực đang diễn ra ngay trước mắt.